네. 네. 한번 땡볕으로 얘기해 주세요. 땡볕부터 땡한 또 땡한 된 땡볕 일단은 20분 동안 một trò chơi à 20분 동안 네. 또 một한 trò chuyện mẫu예. mà một비주 trò chuyện mẫu오케이. để yêu cầu Tôi xem. trò chuyện trong khoảng 20 phút. Nè. Đó, tôi đây, đây là tôi là. Ví dụ. À, sau đây là Sau đây. Ví dụ cháu ví xem. dụ về cuộc trò chuyện mà Muốn. yêu cầu ai đó À, ai đó nè yêu cầu ai chia sẻ muốn mà yêu cầu đó muốn cháu chia chia sẻ cuộc trò chuyện trong khoảng 20 phút. khoảng 20 phút bạn Người kia là xin chào. nè Không, xin chào. Tôi là Sara, tôi là khách du lịch nè đến từ Hàn Quốc. nè Tôi đang trong tôi đang trong cái Kampa khám phá. Kampa Kubuk Tôi này đang khám phá khu vực này. Vì tôi muốn biết nè hơn về nhiều hơn về văn hóa à và những cái nơi mà tôi sẽ là tham quan. Tôi văn hóa địa phương bạn có thể chia sẻ câu chuyện, chia sẻ cuộc nói chuyện trong khoảng 20 phút được không? Sao tôi nhà bảo kia kia nhồi nhồi kia đối họ người kia. nè Vâng, ok. ok băng ok Vâng, nè bạn muốn cái gì đấy? Bạn muốn biết cái gì? bạn muốn biết là gì bạn cảm ơn Người kia, tôi cảm ơn cái những khách du lịch lịch sử khu vực này và khách du lịch. Tạm anh nhớ anh có thể bộ kiểu này cảm ơn Tôi muốn biết một môn tôi muốn nghe về những cái địa danh mà được anh biết chú cắt mà tôi được ôm cho chị đà giấu à ẩn giấu à mà tôi mà nhà khách lịch sử khu vực này ai đâu nè lịch sử của vũ mà tôi không biết ô tôi muốn nghe tôi không biết địa nè danh ẩn giấu mà tôi không biết mà khách du lịch không biết. khách khách du lịch à chú khách Khách du khách lịch khách du lịch những du khách khách tham khách du lịch đấy không biết được. và Canada tiếng Việt bao nhiêu Canada để comment được Giới thiệu bạn cũng có thể giới thiệu những rồi trải nghiệm văn hóa hay là những món ăn mà đáng để giới thiệu không? Canada bao nhiêu tiếng Việt Ta là sô kê hà giả mà trái ô Châu Tiểu giới thiệu ok có thể hiểu người kia người kia là người kia thực sự là đây là
Không biết, không biết. Xong đây là một trong những cái khu vực mà tôi sẽ cho bạn biết, khu vực mà tôi sẽ cho bạn biết ở nơi nơi này. Chỉ đó, Mỏng Xô. Đây là địa danh, một trong những địa danh mà bạn tôi sẽ cho bạn mà bạn không biết, mà bạn không biết của khu vực này, của nơi này, là nơi mà tốt, là nơi mà rất tốt cho những người mà có quan tâm đến địa Tiếp lịch xúc sử. à. Nếu mà là món ăn thì bạn nhất định hãy thử món ăn Hon Chi Ẩm Xích. Hiện chi là phong 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 dia phong mong ăn dia phong Món ăn chưa địa phương, à, chưa cùng chị thân chưa chị. bạn hãy nhất định thử món ăn địa phương. Nếu là món ăn thì bạn hãy nhất định thử món ăn địa phương này. Nè. Mà thằng xin là bạn Tuyệt vời. thật là tuyệt vời. Tuyệt vời. Tôi nhất định muốn ăn thử, và nếu mà ngon thì Không có tôi gì tên sao. nếu mà ngon à mà Quỳnh Trân xin tám biết không, Không biết thì sao. nếu mà ngon mà ổn mà ngon thì tôi có thể quay lại cuộc đối thoại. Nè, quay lại chào chân. À, tôi là YouTuber, Nè tôi có thể rồi quay lại cuộc đối thoại, cuộc nói chuyện được không? Nếu bất tiện thì không, không, tôi không quay cũng được. nè, không ai không được. Đối phương là người kia là vâng, không sao, không sao. Không còn sao. Bạn là tôi rất là cảm ơn. Tôi Cảm ơn thật. vì có thể chia sẻ cuộc đối thoại này cho Tuyệt những người vời. theo dõi, nên là tôi rất là vui. Chia sẻ trao Cố hiểu. chuyện này cho cụ độc cha bố Là ấy, ý nghĩa cụ độc cha là gì? cụ túc cha là những người theo dõi, Nhau theo dõi tôi. những người theo dõi của tôi, nên là tôi rất là Ui, vui. vậy à? Liệu bạn si lê ga ăn liệu nếu có thất lễ, có thất lễ si Excuse me, lỗi, xin lỗi, xin lê, lỗi. nếu không bất tiện nào, nếu không gọi là nếu không nếu không thất lễ thì tôi sẽ được biết rất nhiều như thế này thế kia về cái khu vực này. Xin lê gà tên Ít bây giờ xin lỗi các anh đến đàm nha. Không nhân. có xin lỗi lỗi xin lỗi đèn Muốn bạn có biết chui xin, bạn có biết cái xuất thần cái lần phố sông Tùng, 여기 살아요? 원래 여기 살아요? 이거예요. 같은 말. 여기 살아요? 뭐 có biết, Tùng, này, ô đôi, ô đôi, bạn không. có biết sự xuất Sụt, hiện của nơi này không? nè. Đối phương là người kia đấy. Vâng, tôi đã lớn lên ở khu vực này.
Để Gia đình tôi tôi gia đã đình sống trong thời gian vài thế kỷ tôi thôi xong và là vài thế hệ à? Vài thế hệ ở chúng nơi này. Vì vậy tôi tôi rất là vui cắt nếu được chia sẻ câu chuyện luôn luôn về luôn nơi luôn này. à chia sẻ về câu chuyện Tôi à. bạn ồ thật tuyệt vời, tôi được liên kết, tôi ý là liên kết vừa sự liên kết của với Kết khu vực. vội và vào khu vực chúng ta là mà lớn à ổn định đã ổn Ore chutta, định kịp bư ta. đã na kịp bù đã như vậy ạ gần gần đi kịp bù xí vô nhau cả kịp ta hạ kịp phơi mực đi kịp phơi cho lòng cả ổn à chi ốc qua chi nét vô nhau cả ổn định ạ 고향, 뭐, 외흥, 오랫동안 여기 살았어. 오랫동안. 오랫동안. 그 같은 표현이에요. 연결이 깊으시군요. 링관, 링관자이, 링관자이. 길다, 길다, 길다. Ý là dài, dài. sự liên quan rất là dài Nè. của khu vực này. Hóa ra là sự liên quan của khu vực này rất là dài à, sâu, rộng, dài à. Tôi muốn biết Canada 뭐예요? Bao lâu Canada? Thay đổi nếu tôi thời gian văn hóa của nơi này qua thời gian qua thời gian đâu, tôi cũng rất là tò mò, muốn biết tò mò về văn hóa của văn hóa trải qua thời gian đã thay đổi như thế nào. tôi luôn tuần nhất tôi luôn nhất là gì Và cái sự thay đổi lớn nhất là gì? Cuộc nói chuyện này đã tiếp nối, đã rất là rất là tự nhiên, vì được tiếp nối rất là tự nhiên này. Cha yon sờ lọc chỉ cô được tiếp nối một cách tự nhiên nên là tôn trọng thời gian của đối phương và có thể chia sẻ thông tin phong phú. Thông tin phong phú tôn trung tôi dân yêu cả kia nè Của người kia. nè ok, từ gọi dậy để xa đều để ta mà anh lục kia bạn à đi à đi xem mau cúp yo 20분 정도 이야기 요구할 때의 표현 mau cúp 이거 여기에 요 달라 얘가 있어요. 당신이 누군가 20분 정도 이야기를 하길 요구하는 얘가 있는데요. 당신. 자오반 안녕. 나는 사라인데 한국에서 온 여행자예요. 내가 지금 이 지역을 간판은 그냥 이 지역을 둘러보다 아니면 이 지역을 보고 있어요. 여행하고 있어요. 내가 여행하고 여기 이곳에 지역 문화와 그다음에 볼만한 장소 같은 곳을 찾고 있어요. 당신은 한 20분 정도 시간 있어요. 상대방. 예, 있어요. 내가 시간이 조금 있는데 무엇을 알고 싶어요? 당신, 고마워요. 나는
역사도 듣고 싶고, 이 지역의 역사 듣고 싶고, 그 다음에 여행자가 보통 잘 모르는, 지역? 비아디언 지역에 대해서도 알고 싶어요. 있다면, 게다가 추가로, 음식, 경험, 음식 문화를 어떤 음식 문화가 있는지 당신은 나에게 추천해 주실 수 있나요? 밴드 수어 추천이에요. 네, 수어 Đề xuất.추천하다. 네, 맞아요. đề xuất.저 추천해 줄수 있어요? 상대방. 뭐 좀, 한 가지가 있는데, 여기가 The Great and Old 여기는 지역 명소, 디아뎀. 지역 명소가 여기가 있어요. 그것은 또 지역에, 좋은 지역에 있는데, 역사에 관심이 있는 사람을 위한 아주 좋은 장소입니다. 건배모난, 그리고 음식에 관해서는 당신은 지역 음식을 낸 맛볼 수 있어요? 낸뚜 이니아라지? 먹어봐. 먹어볼 수 있어요. 낸뚜. 당신. 예. 좋아요. 나는 또, 지역 음식을 먹기를 원해요. 그리고 만약 불편하지 않다면, 내가 유튜버인데, 이거 우리의 대화를, 녹음해도 괜찮아요? 만약, 불편하다면, 편한 느낌이지 않으면, 지, 뉴, 반, 깜, 따이, 도와이마이. 도와이마이가 편안하죠. 그럼 느낀, 네, 당신이 편안해요. 편안하게 느낀다면 해도 될까요? 콩사오다오, 괜찮아요. 민공편 불편하지 않아요. 12보이, 좋아요. 고마워요. 나는 아주 기쁘네요. 내가, 이 점을, 나의 구독자와 공유할 수 있게 돼서 기뻐요. 당신이 불편하지 않으면, 호민, 람테나오, 내가 어떨까요? 당신이 어떻게 이 지역을 많이 알고 있는지 알고 있나요? 많고, 당신은 아마 여기에 원주민인가요? 뉴이콕? 오래 살았나요? 뉴이콕? 원주민이에요? 원주민? 출신인가요? 등바이, 맞아요. người gốc ở đây không? Người gốc á? Àma, 이거, 여기 원주민 이런 걸것 같아요. 뉴이콕? 라, 원 원주민. 주민. 예, 원주민 라, 태어나서 살거나 아주 오랫동안 사는 사람. 오랫동안. 아, 오랫동안 사는 사람. 예, 뉴이콕. 뉴이키아 상대방. 맞아요. 나는, 여기에, 오래 살았고, 그 다음에 나의 가족은, 많은 세대에 걸쳐서 이 지역에 살아요. 그리고, 바이민론, 나는 항상, 이것의 이야기를 나누는 것을, 항상, 좋아해요? 땀매 이냐라지? Mình luôn đam mê chia sẻ câu chuyện. 땀매라 좋아하다? 기뻐요? 좋아하다, 좋아하다. 땀매? 좋아하다? 오케이. 당신. 그럼 좋아요. 그거 참 고마운 느낌이네요. 고스케노이 사우삭. 이 지역과 함께 이야기할 수 있어서
펜으로 연결하는 것을 좋아요. 나는 알고 싶은데, 문화, 이 지역 문화를 알고 싶고, 변화, 시간에 따른 변화를 보고 싶어요. 큰 변화가 어떤 게 있나요? 당신이 보고 있는 큰 변화는 뭐예요? 그때 놀랐냐? 마반다다 이러지. 이런 이야기가 아마도 자연스러울 거고, 존중, 시간을, 그 상대방의 시간을 존중하고, 그 다음에 풍부한 정보를 공유할 수 있어요. 네, 다음 부분 할게요. 다음 부분. 네, 여기. 말로 요거. 이거예요. 대화 팁. 대화 팁. 대화. 자우치엔 팁은 정보. 제가 얘기할게요. 읽어주세요. 친절하지만 예의를 갖추기. 미소를 친절하지만 제가 thân thiện nhưng mà có sự có tôn trung 예의라 tôn trung có sự có phép lịch sự미소를 thân짓고 thiện nhưng mà lịch sự hãy yes nở nở nụ cười này và mặt nơi mặt chu ta mở mắt à네. 먼저 한국어 읽어볼게요. 똑땡한. 친절하지만 예의를 갖추기, 미소를 짓고 눈을 맞추며 정중한 언어를 사용하여 대화를 친근하게 유지하세요. 네, 읽어주세요. 네, 친절하지만 예의를 갖추기, 미소를 짓고 눈을 맞추며 정중한 언어를 사용하여 대화를 친근하게 유지하세요. 기대치 설정하기, 몇분 정도 대화를 요청하는지 미리 언급하고 상대방이 시간이 없으면 그들의 결정을 존중하세요. 네, 기대치 설정하기, 몇분 정도 대화를 요청하는지 미리 언급하고 상대방의 시간이 없으면 그들의 결정을 존중하세요. 개방형 질문을 하기. 대화를 계속하기 위해 간단한 예나 아니오로 답할 수 없는 질문을 하세요. 이렇게 하면 상대방이 더 몰입할 수 있습니다. 예시, 이곳에서 살면서 가장 좋아하는 점은 무엇인가요? 또는 이곳에서 특별한 경험이 있으신가요? 네. 네, 개방형 질문을 하기, 대화를 계속하기 위해 간단한 예, 나, 아니요로 답할 수 없는 질문을 하세요. 이렇게 대하면 상대방이 더 몰입할 수 있습니다. 예시, 이곳에서 살면서 가장 좋아하는 점은 무엇인가요? 또는 이곳에서 특별한 경험이 있으신가요? 네, 문화적 차이에 유의하기. 항상 현지의 관습과 문화를 존중하세요. 어떤 질문이나 주제는 국가나 지역에 따라 더 적절할 수 있습니다. 문화적 차이에 유의하기. 항상 현지의 관습과 문화를 존중하세요. 어떤 질문이나 주제는 국가나 지역에 따라 더 적절할 수 있습니다. 네, 감사로 마무리하기. 상대방이 대화를 응하든 응하지 않든 시간을 내어준 것에 대해 항상 감사함을 표현하세요. 감사로 마무리하기. 상대방이 대화를 응하든 응하지 않든 시간을 내어준 것에 대해 항상 감사함을 표현하세요. 예시. 저와 대화해 주셔서 정말 감사합니다. 네, 씨. 저와 대화해 주셔서 정말 감사합니다. 네, 티잉벳 볼게요. 이건가 보다.
매오쪼 쿡쪼 추엔. 매오쪼가 팁이에요? 매오 là thiếp. tip, 아, 매우 tip. 대화를 위한 tip, 정보, 매우, 오케이. 매우, 발음 잘하면 고양이 아니에요, 고양이? 매우? 고양이. 매우 고양이. 고양이 아니에요. 매우. 매우와 매우 là 고양이 아, 이거 달라요? 매우, 달라요. 매우. còn이것은 매우 매우. 본 매우는 매우. con mèo là 고양이는 mèo. 매우. 이건 매우. còn 이곳은 이 것은 là mèo. 매우. 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 매우 mèo. 쪽 꼭 요청. 네, 알겠어요. 읽어주세요. 네. thân thiện nhưng tôn trọng. 쿨. Giao tiếp bằng mắt. Và sử dụng ngôn ngữ lịch sự để giữ cho cuộc trò chuyện thân thiện. Thân thiện tôn trọng buổi giao tiếp bằng mắt và sử dụng ngôn ngữ lịch sự để giữ cho cuộc trò chuyện thân thiện. Đặt kỳ vọng rõ ràng. Hãy nói rõ bạn muốn nói chuyện trong bao lâu, cho dù đó là 10 phút, 20 phút hay 1 giờ, và tôn trọng quyết định của họ nếu họ không có thời gian. Đặt kỳ vọng rõ ràng. Hai nội dù bạn muốn nói chuyện trong bao lâu, cho dù đó là 1 phút, 20 phút, 21 giờ, và tôn trọng quy trình của họ nếu họ không có thời gian. Đặt câu hỏi mở để giữ cuộc trò chuyện liên tiếp tục. Hãy hỏi những câu mà không thể trả lời chỉ bằng có hoặc không. Điều này giúp người kia cảm thấy tham gia hơn. Ví dụ, điều bạn thích nhất về việc sống ở đây là gì? Hoặc bạn có kỷ niệm đáng nhớ nào ở đây không? Đặt câu hỏi muốn để giữ cuộc trò chuyện thiết thích. Hai hỏi những câu mà không thể trả lời chỉ bằng có hoặc không. Điều này giúp người kia cảm thấy tâm trạng hơn. Ví dụ, điều bạn thích nhất về việc sống ở đây là gì? Hoặc bạn có kinh nghiệm đáng nhớ nào ở đây không? Này, chú ý đến sự khác biệt văn hóa. Luôn nhận thức về phong tục và văn hóa địa phương. Một số câu hỏi hoặc chủ đề có thể phù hợp hơn tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực. Chú ý đến sự khác biệt văn hóa, luôn nhận thức về phong thức và văn hóa địa phương. Một số cơ hội hoặc chủ đề có thể phù hợp hơn từ thức vào quốc gia hoặc khu vực. Kết thúc bằng sự biết ơn. Cho dù người kia đồng ý nói chuyện hay không, luôn cảm ơn họ vì đã dành thời gian. Ví dụ, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nói chuyện với mình. Mình thực sự đánh giá cao điều đó. Kết thúc bằng sự biết ơn, rồi chứ ngồi kia công nghĩ nói chuyện hay không. Luôn cảm ơn họ vì đã dành thời gian. Ví dụ, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nói chuyện với mình. Mình thực sự đánh giá cao điều đó. Nè, 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 iji tiếng Hàn을 아마 팅베스로 얘기해 봐요. 잠깐만요. 네, 대화 팁. 매우 꼭꼭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 
Thân thiện nhưng mà lịch sự, cười và
nên mà chụp đi sổ smile cười và giao tiếp ừ. bằng mắt, Bằng mắt sử dụng ngôn ngữ bằng tôn trọng. con trông Hãy đi duy tính trì cái cuộc nói chuyện thân thân mật, thân nhiệt thân nhiệt thân nhiệt thân son thân nhiệt trọng kỳ tê chi sai chồng đi kỳ tê chi quyết định gì, quyết định à tôi tin giữ thì đây là 이거 알수 있는 걸 얘기하는 거예요. 그러니까 이제 아 사람이 나는 기대치는 알아요. 알수 있는 거. 그러니까 약속 같은 거예요. 약속. 그 소리 안 나와요. 홍고 너 중. 오케이. 괜찮아요. 괜찮아요. 홍거 너희 중 홍거 홍내 소리 안 들려요 소리 안 들려요 홍태네 홍태네 소리 안 들려요. 마이크. 소리 안 들렸어요. 홍태네. 아, 네, 됐어요, 이제. 아, 네. 오케이. 네. 아우, 죄송해요. 아, 죄송해요. 괜찮네. 기대치는 약속 같은 거예요, 약속. 예를 들어, 시간 정하는 거. 약속? 예, 시간 아. 정하는 거. 기대할 수 있어요. 내가 예를 들어, 기대하다, 알수 있어요. 알수 있어요. 근데 알수 있게, 서로가 알수 있는 거예요. 대화하는데, 아, 우리 오늘 10분만 얘기해요. 이렇게 하면, 그래, 나 10분 괜찮아. 안 돼, 나 약속 있어서 오늘 못해. 이렇게 얘기, 서로 이해할 수 있어요. 고태, 휴. 네. À, quyết định quyết định cái giữ cái cuộc hẹn Né. on cướp mồi on cướp 말하다. 미리 à nói à이야기하는 거 언급하다. Marada 예, 말하다. rồi hãy hãy nói trước Né. nói hãy nói trước yêu rằng yêu cầu cuộc họp trò chuyện trong khoảng bao nhiêu phút và tôn trọng quyết định của họ nếu mà họ không có thời gian. Hỏi hỏi kẻ bang hương mới lai rồi. Cái 아마 개방형 질문 뭐냐면 그냥 의견 얘기하는 거 의견 Ý kiến. 까오리라 Ý kiến. ý kiến 생각 물어보는 거예요. 그러니까 Hỏi. 보통 예를 들어서 예 아니요 아니고 예를 들어서 어떤 음식 좋아하세요? 이렇게 물어보는 거 생각 물어보는 거예요. 까오리 니 꾸아 뇨이 끼야 상대방의 생각 물어보는 거. Xem các hỏi suy nghĩ của người kia. Hãy hỏi Hai cao hồi cao hai cao hồi chỉ là hôn để tiếp hôn tục cuộc trao nói chuyện đổi thì bằng hãy bằng hỏi những câu hỏi đơn giản mà không không có câu trả lời có à vâng à có hoặc không. Né.
Nếu mà như nếu là nếu thế thì có thể thế có thì đôi người kia có thể mồi ít ta là gì mồi몰입하는 ít거 뭐냐면 đúng뭐 대화에 참여하다, 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 có tham gia, thể대화, tham gia네, à tham대화, ít mà tả네, có thể tham gia lâu hơn có thể tham gia nhiều hơn. nhiều hơn, 네. Ví dụ cái điểm mà tốt nhất mà khi mà sống ở nơi này là gì, hay là nhưng bạn có trải nghiệm đặc biệt nào ở nơi này không? Nè. 아마도 Và1분, 1분 남았는데, 네, 요 정도 하면 아마 계속 하세요. 아마 끝날 건데 곧. 호텔. 호텔. 노이베. 네. 계속 네. 하나 할까요? 네. 하이 남았는데 계속 해주세요. 하이, 두 분? 예. 2분, 2분. 네. 주주의 차이 뭐예요? 냠냠? 자, sự khác biệt. Sự khác nhau đấy. Thái lai. Dù y là chú Chú ý. ý à? Yeah. Chú ý đến sự khác biệt văn hóa Muốn nói hay tôn trọng văn hóa và thói quen của hay luôn 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 tôn trọng văn hóa và thói quen của địa phương. Phản xuất bởi phản xuất luôn. Quán sức là thói quen tập quán. Thực quản. Thói quen thực quản là văn hóa, còn Tập chữ thực quán, quen thực tập quản quán, thói văn hóa. quen. Đây, gì nữa nhỉ? Theo theo chủ đề hay những câu hỏi nào Câu hỏi chủ đề là chọc thì chắn tùy theo khu vực là hay quốc gia thì có thể nè chúng ta chọc chơi mặt chọc chắn phù là hợp à? nên mà là ổn Phù hợp hơn. yeah À, phù phù hợp hợp. nè phù Phù hợp. nè phù hợp con nè bắt đầu Phù hợp anh hơn. Tùy theo khu vực hay quốc gia. Kết thúc. Cảm ơn. Cảm giác. Cảm ơn Mamuriaki. Kết thúc. Kết luận. Khi Mamuriada, khi Mamuriata. nè Kết thúc bằng sự cảm ơn. À, bằng sự cảm ơn. Hãy thể hiện là hay luôn luôn thể hiện lòng cảm ơn về đối về họ đã dành thời gian cho mình dù dù không không đáp ứng cuộc trò chuyện hay là đáp ứng cuộc trò chuyện thì hãy hãy thể hiện lòng cảm ơn hãy luôn luôn thể hiện lòng cảm ơn.네. 너무 감 오케이. 아마 이제 끝난 것 같아요. 1, 3, 몇십 초 남았어요. 네. 다음에 생각할 때.